Thưa quý vị và các bạn, trước thềm Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nhiều đồn đoán liên quan tới thông tin nhân sự đại hội xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó có những tin tức mang tính chất xuyên tạc, đưa những quan điểm, luận điệu sai trái. Vì vậy, việc nắm bắt định hướng dư luận, cảnh giác với những thông tin xấu, độc, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong thời điểm này là rất cần thiết. Theo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, gần 30 trang Facebook đăng tải các thông tin có nội dung xấu, độc, trái chiều được đưa vào danh sách theo dõi, giám sát và lập kế hoạch đấu tranh triệt phá và đã xử lý 25 trường hợp. Càng gần đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại tìm mọi cách chống phá đại hội bằng nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau. Lợi dụng thông tin đại chúng và mạng Internet đã có những thông tin xuyên tạc, sai lệch về chủ trương quan điểm chính thống của Đảng về công tác nhân sự đại hội. Đáng lo ngại hơn cả là những thông tin bịa đặt bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Để giảm cái số lượng thông tin xấu độc này lan truyền trên không gian mạng, thì người dân ta không nên bình luận và chia sẻ, không kết bạn vào các cái trang mạng, các hội nhóm kín cũng như các cái tài khoản xấu độc. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên, cấp huyện đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước và gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của nhà nước. Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương cũng chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xử lý những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở, phối hợp với ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên Internet và mạng xã hội. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền, đặc biệt là chúng tôi triển khai từ những cái cuộc họp sinh hoạt chi bộ để đảng viên coi như cũng thấy được coi như cái nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với Đảng và nhà nước. Và chúng tôi cũng tuyên truyền tới coi như nhân dân là phải thường xuyên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước và chống những cái tư tưởng, cái luồng tư tưởng của những phần tử có những cái ý là nói xấu Đảng, nói xấu coi như chính phủ để làm ảnh hưởng tới cái Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh. Kịp thời có những biện pháp cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Do đó, người dân và cán bộ đảng viên phải tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không nên bị tác động theo thông tin của các thế lực phản động, đưa những thông tin không chính xác.